Thần tiên hạ phàm là một trong những chủ đề thường thấy trong văn hóa cổ xưa. Ví như Lý Bạch là Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm, Đôn Phương Sóc là Mộc Tinh giáng thế, Bao Chẩn là Văn Khúc Tinh Quân chuyển sinh. Ngoài ra còn có nhiều tiên nhân thánh giả khác nữa. Danh tác Hồng Lâu Mộng cũng là mượn chủ đề này để cảnh tỉnh thế nhân về ân oán tình thù nơi thế gian, tất cả chỉ như một giấc mộng. Điều cuối cùng của sinh mệnh con người, phải chăng chỉ có tu thành bậc chính giác, cuối cùng nhìn thấu thật giả của hồng trần. Hồng Lâu Mộng, những lâm ly bi đát trên đời hóa ra chỉ để trả nợ ân tình. Trong thế giới Hồng Lâu Mộng, tiền thân của Giả Bảo Ngọc là một hòn đá thiên còn sót lại khi nữ oa phá trời. Hòn đá hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng tự thôn linh tính, trở thành thôn linh bảo ngọc đi lại tự do như ý. Một ngày kia, nó đến nơi của cảnh ảo tiên tử. Tiên tử biết nó rất có lai lịch, liền giữ nó lại làm thần anh thị giả, chô trực ở cung Xích Hà. Bên bờ sông Linh Hà ở Tây Phương, cạnh hòn đá Tam Sinh, có một cây giáng châu tiên thảo. Thần anh thấy nó duyên dáng đáng yêu, ngày ngày lấy nước cam lồ tưới bón, nó mới tươi tốt sống lâu. Cây tiên nhờ hấp thụ được linh khí của trời đất và dinh dưỡng từ nước mưa, đã sống được rất lâu và tu luyện thành hình, hóa thành giáng châu tiên tử. Sau này, thần anh thị giả động lòng phàm, đã hạ giới xuống trần đồ thai thành Giả Bảo Ngọc ở Giả Phủ. Để báo đáp ân huệ tưới nước cam lộ của thần anh thị giả, giáng châu tiên tử cũng hạ giới theo, đồ thai vào Lâm Gia ở Giang Nam. Sau khi mẹ qua đời thì được Giả Phu Nhân đón đến Giả Phủ. Nàng giáng châu trước khi hạ phàm từng nói: "Chàng ra ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, như thế mới trang trải xong." Cho nên lần đầu tiên Đại Ngọc gặp Bảo Ngọc đã hết sức kinh ngạc, cảm thấy người trước mặt sao trông quen thuộc đến vậy. Ở trong mê không biết thân này là ai. 80 hồi đầu của Hồng Lâu Mộng, Đại Ngọc tổng cộng đã khóc 37 lần. Nàng luôn khóc thúc thích, khóc thê thảm, nhưng sự thật chẳng qua là do tính cách Đại Ngọc thích khóc nên thể hiện như vậy thôi. Trong mê không biết thân này là ai, Đại Ngọc nhìn không rõ nhân duyên, thường hay buồn bã ấm ức về chuyện được mất ở đời và tình cảm thay đổi của con người. Cả đời nàng đau khổ vì tình, khóc rất nhiều vì Bảo Ngọc, khóc đến tận hôm Bảo Ngọc cưới Bảo Thoa, khóc đến kiệt sức mà chết mới có thể giải thoát. Tình duyên giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc phát sinh bởi việc hoàn trả nước mắt, nên khi nước mắt đã cạn, nợ cũng được trả sạch. Đại Ngọc cũng rời khỏi nhân gian, trở về cõi hư không trên trời, làm tiêu tương phi tử ở tiên cung. Khi Bảo Ngọc mơ thấy mình đi lên cõi trời lần thứ hai, gặp được Đại Ngọc, Bảo Ngọc không ngăn được nỗi lòng đã bộc bạch: "Muội muội ở đây khiến ta nhớ quá." Kết quả bị thị nữ đuổi đi. Đại Ngọc đã trở thành tiêu tương phi tử, trông thấy Bảo Ngọc là người trần mắt thịt, làm sao có thể cho phép chàng ta đi lại trên tiên giới được. Bảo Ngọc bấy giờ thất vọng phát hiện người thân đã mất, bao gồm cả Tịnh Văn, cũng không ai nhận ra mình nữa. Thần tiên đã không còn vướng bận thân tình với người phàm, nhưng tiêu tương phi tử vẫn có thể nhận ra thần anh thị giả cùng bậc tiên tử với mình. Để đánh thức Bảo Ngọc quay về cõi tiên, tiêu tương phi tử đã lệnh cho Ưu Tam Tỷ mang kiếm truy đuổi Bảo Ngọc, dùng một nhát kiếm để chém đứt duyên trần của chàng. Có thể thấy, sau khi Đại Ngọc trở thành tiên, vẫn hết lòng hết dạ với Bảo Ngọc, nhưng điều này đã vượt ra khỏi tình cảm nam nữ riêng tư rồi.
Hạ Phàm chẳng qua chỉ là diễn một vở kịch. Cảnh ảo tiên cô cho Bảo Ngọc mơ thấy lên trời lần đầu tiên là để cảnh báo cho chàng biết đừng có si mê mộng ảo nhân gian mà mau chóng quay đầu. Nhưng Bảo Ngọc chưa trải sự đời nên ngây ngô, không hiểu. Sau chuyến du ngoạn từ cõi trần lần thứ hai trở về, Bảo Ngọc chán ngán với công danh tiền đồ, xem nhẹ chuyện tình duyên nam nữ. Khi nhìn thấy linh cữu của muội muội được đưa về thì không đau lòng rơi lệ nữa. Bảo Ngọc vô tình bởi vì cuối cùng đã thấy được tình duyên ở thế gian đều là những chướng ngại. Tình trạng ý thiếp trên cõi hồng trần này chính là món nợ phong nguyệt mà những nam nữ si mê tình ái phải trải nếm mà thôi. Thế là Bảo Ngọc thay đổi diện mạo bên ngoài, khoác lên người chiếc áo choàng đỏ, cạo trọc đầu đi chân đất, nhẹ nhàng ra đi bước trên con đường hành đạo của một vị tăng lữ. Bi kịch mà nhân gian thường nói chính là có tình nhưng không thành quyến thuộc, hết thảy đều là một màn trả nợ, không hơn không kém. Những chuyện tình lâm ly bi đát hóa ra đều chỉ là trả nợ lẫn nhau mà thôi. Cuộc đời này là một sân khấu rộng lớn, chúng ta chỉ biết làm theo kịch bản đã được định sẵn. Kẻ này hát xong, đến người khác lên sân khấu, cùng nhau diễn một vở kịch lớn. Trong vở kịch thật thật giả giả này đã thực sự lầm lẫn xem vở kịch nhân gian này chính là quê hương của chính mình mất rồi.